đi ra review hết giờ rồi ngồi đó nữa. đã Xin chào và đây là book review by Vela Các bạn mà xem kênh vui lên thì từ nay sướng rồi đúng không? Tại vì các bạn thấy đấy có một người nhắc nhở liên tục để mà mình làm clip mỗi thứ hai thứ tư thứ sáu hàng tuần hoặc là thứ ba thứ năm thứ bảy nếu như ngày hôm đó mình quá lười. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái cuốn sách mà mình mới đọc gần đây và mình khá là thích nó Nó tên là dưới bánh xe cuộc đời lên hình thì khá là đẹp các bạn ha à, một cuốn sách nó cũng vừa phải với một cái khổ giấy hơi nhỏ một chút xíu và là tác phẩm của Herman Hesse là một cái nhà văn mà mình rất là yêu thích Cuốn sách trước đó của Herman Hesse mà mình đọc là cái cuốn sách data là mỗi cuốn mà mình rất thích và mình đã nhắc tới nó khá là nhiều lần trong kênh vui lên rồi và cái cuốn sách dưới bánh xe cuộc đời này là cái cuốn sách thứ hai mà mình hoàn thành của Herman Hesse trước đó thì mình có đọc một cuốn nữa của Herman Hesse là cái cuốn nhà khổ hạnh và gã lang thang á nhưng mà mình mình chưa có hoàn thành thì cái cuốn dưới bánh xe cuộc đời này nó đủ hấp dẫn để mà nó lấy được sự chú ý và sự tập trung của mình để mình hoàn thành nó ok đầu tiên chúng ta hãy nói về câu chuyện của cuốn sách này các bạn ha tại vì nó là một cuốn tiểu thuyết thì mình sẽ chia sẻ với các bạn tổng quan câu chuyện của nó trước để các bạn có một cái hình dung sơ sơ về cuốn sách này. Cuốn sách này là câu chuyện về cậu bé tên là Hans Gimberath là một cái cư dân của một ngôi làng gọi là rừng đen. Hans thì từ nhỏ đã có tố chất thần đồng rồi các bạn. Và Hans thì khác biệt hoàn toàn so với những cái đứa nhỏ khác ở rừng đen. Và với cái tố chất thần đồng đó thì Hans uh, sống dưới sự kỳ vọng rất lớn từ phía phụ huynh, từ phía những người thầy đạo mạo và từ phía làng xóm nữa. Ai cũng đặt cho Hans những cái kỳ vọng rất lớn. Tại vì cậu bé này là một nhân tài hiếm có và có thể là làm rạng danh cái ngôi làng tên là rừng đen này. Cuốn sách này thì nó có 3 phần các bạn. Phần đầu tiên đó là phần Hans ở quê nhà. Phần thứ hai là phần Hans không có ở quê nhà nữa. Và phần thứ ba là phần Hans quay trở về quê nhà. Mình nói ba cái phần này nó không có rõ ràng tại vì mình sợ là nó sẽ tiết lộ nội dung á các bạn. Nhưng mà thật ra là nếu như các bạn coi cái bìa sách này thì nó cũng khá là dễ để tiết lộ nội dung rồi. Ở đây có một cái câu ha là chỉ cần đừng buông xuôi nếu không em sẽ bị kéo xuống dưới bánh xe cuộc đời nó cũng mô tả phần nào những cái áp lực mà hans phải gặp phải đúng không các bạn đừng có dừng nỗ lực nếu không thì có thể là bị uh, bị rơi xuống bánh xe cuộc đời còn phía sau này thì nó cũng tạo ra những cái phần khá là rõ ràng á con trai ta con là thiên tài con trai ta con không được trượt bài thi này con trai ta tại sao con lại trượt con trai ta sao đêm nay con chưa về con à cha hết giận rồi con à cha buông roi rồi mở mắt nhìn ta đi thì mình nghĩ là với cái phần giới thiệu này thì các bạn có thể nắm được nội dung của nó khá là nhiều rồi đó nhưng mà mình hy vọng các bạn vẫn không bị ảnh hưởng bởi những cái nội dung đó để các bạn có thể bước vào tác phẩm này với một cái sự thoải mái và không có kỳ vọng về nó quá nhiều ok hãy nói về điều mình thích trong cái cuốn sách này của Herman Hesse đầu tiên là mình thấy Herman Hesse quá là hiểu và dòng sông các bạn khi mà mình đọc dòng sông trong xa thì mình đã rất là ấn tượng bởi cái nghĩa ẩn dụ của dòng sông trong cuốn xa. Dòng sông thì nó vẫn luôn chạy các bạn chỉ có con người là cố gắng và tìm nhiều cách để mà đi ngược dòng, tức là sống không thuận với tự nhiên thông qua những cái nỗ lực tích trữ về tài sản, về vật chất, về địa vị, về danh tiếng và bắt đầu sống không còn hòa hợp được với với tự nhiên nữa. thì những cái bài học trong Siddhartha nó rất là hay với hình ảnh là dòng sông. còn trong cái cuốn dưới bánh xe cuộc đời này một lần nữa thì mình lại thấy là Herman có lẽ là rất là yêu dòng sông các bạn có lẽ là một cậu bé đã dành thời gian rất nhiều cho dòng sông ngày xưa tại vì mình nghĩ là chỉ có thể là một người mà rất yêu và rất hiểu một đối tượng nào đó mới mang nó nhiều tới như vậy vào trong tác phẩm của mình thì trong cuốn sách dưới bến xe cuộc đời này á dòng sông nó mang nghĩa đen nhiều hơn là mang những cái nghĩa ẩn dụ dòng sông nó là một cái nơi vật lý một cái nơi mà khiến cho Hans có thể hòa mình khiến cho Hans có thể đắm chìm và chữa lành những cái tổn thương mà cậu bé mang lên trên vai của mình. Trong suốt tuổi thơ của Hans thì dòng sông là một cái người bạn đúng nghĩa của Hans. Và các bạn sẽ gặp lại dòng sông rất là nhiều lần trong cuộc đời của Hans. Từ những lúc thăng tới những lúc trầm, những lúc vui tới những lúc buồn thì hình ảnh của dòng sông xuất hiện liên tục. Và đây là một điều mà mình rất là thích ở cái phong cách viết của Hermann Điều thứ hai mà mình rất là thích về cái cuốn sách này của Hermann đó là những cái thông điệp giáo dục của nó cực kỳ mạnh các bạn. Đây để mình đọc cho các bạn nghe một vài đoạn rất là hay về thông điệp giáo dục mà Herman Hesse đã lòng vào tác phẩm của mình. Nhiệm vụ của nhà trường là khuất phục và cai quản con người một cách cưỡng đoạt và biến y thành một thành viên có ích cho xã hội. Cho dù thành viên nó có điểm mạnh, điểm yếu như thế nào thì cũng không được quan tâm nhiều lắm. Mà cái đích đến của nhà trường đó là khuất phục và cai quản con người. Để con người trở thành một cái người dễ bảo và tuân thủ những cái luật lệ được đặt ra. Và hậu quả là Hans đã phát triển quá tốt. Cậu bé đã thôi chơi bời và chạy nhảy, lanh quanh, theo cách gần như là tự nguyện các bạn thấy không một cậu bé mà bị gieo vào đầu những cái tư tưởng để rồi không còn được vui chơi một cách bình thường nữa mặc dù đó là những niềm vui hiếm hoi của Hans trong cái cuộc sống này Hans thì là một thằng đồng học rất giỏi các bạn và bên cạnh đó thì Hans được gieo vào đầu những cái tư tưởng về sự hơn thua về sự khác biệt của mình so với những người còn lại vậy nên có những cái lúc mà Hans lòng rất là bình yên nhưng trong đầu thì nghĩ như thế này cậu khinh thường chúng một cách triệt để đến mức cậu dừng việc khuyết sáo đôi khoảnh khắc chỉ để nhất khóe môi mình lên trong sự ghê tởm tức là cái sự phân biệt của Hans nó rất là lớn và cái sự phân biệt này nó đến từ người lớn chứ không phải đến từ Hans và sau đó thì có những lúc mà Hans tự hỏi nhưng mà không có ai giúp cậu trả lời được đó là nhưng thực sự thì tại sao cậu lại muốn vượt qua bọn họ nhỉ chính bản thân cậu cũng không biết thì các bạn thấy nó rất là khủng khiếp ha một cái cậu bé mà phải làm những cái điều mà mình không hiểu tại sao mình phải làm và có sự tách biệt rất là lớn so với những cái cậu bé còn lại và dành toàn bộ thời gian cho việc học tập và đến đến cuối cùng là để làm hài lòng người lớn, để làm hài lòng thầy cô. Thì mình thấy đó là những áp lực rất là khủng khiếp các bạn và sau đó thì Hans tự đồng hóa những cái áp lực đó, những cái sự khác biệt đó lên trên chính bản thân của một cái cậu bé còn quá nhỏ. Và nó là một cái dấu hiệu báo trước cho một cái cuộc đời đầy những cái biến động sắp tới mà Hans phải trải qua. Điều thứ ba làm cho mình rất là thích từ tác phẩm này của Herman Hesse đó là cái phần mô tả các bạn. Mình nghĩ là Herman Hesse chắc là cái người mà có khả năng mô tả về thiên nhiên, về nội tâm con người mà tốt nhất trong số những cái nhà văn mình đã đọc á. Đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe một số đoạn rất là hay ha. Đó là Hans khát khao được một lần nữa lang thang như bị bỏ bù mê qua khu rừng đầy kỷ niệm. Thú vị các bạn ha Lang thang như bị bỏ bù mê qua một khu rừng đầy kỷ niệm. Hoặc là một tâm hồn bị tàn phá từ trong mầm sẽ thường xuyên quay trở lại cái mùa xuân của những khởi đầu và cái tuổi thơ tràn trề hứa hẹn. Chỉ là một cái đoạn mô tả về ký ức cũ thôi các bạn nhưng mà mình thấy là cách viết của Hermann Hesse rất là gợi hình và nó rất hay các bạn ha và nó còn rất là nhiều trong cái cuốn sách này nữa về cái cách kể chuyện và mô tả nên các bạn cứ cứ tìm đọc ha nó hay lắm mặc dù là mình đã không đánh giá quá là cao cái tổng thể của tác phẩm nhưng mà mình phải rất là nể phục về cái cách mô tả của Hermann Hesse rất là giàu hình ảnh và cực kỳ hấp dẫn bên cạnh đó thì mình cũng có vài điểm nho nhỏ không có thích về cái tác phẩm này của Hermann Hesse cái đầu tiên là mình thấy cái câu chuyện nó có phần hơi bị dài dòng đó, tại vì mình nghĩ là Hermann Hesse có phần gọi là lạm dụng cái khả năng mô tả của mình quá. Nên là rất là nhiều cái cảnh, rất là nhiều cái tâm trạng được mô tả cực kỳ nhiều, cực kỳ cụ thể và có xu hướng lặp lại và nó làm cho mình bị đi vòng vòng, mặc dù mình cũng thích nó nhưng mà kiểu bị nhiều quá xong nó bị hơi bị ngán đó các bạn. Điều thứ hai mà mình không thích ở tác phẩm này nữa đó là cái ý tưởng của nó thì hay, cái câu chuyện của nó thì hay nhưng mà mình thấy cái cách mà Herman Hesse triển khai á nó có phần vừa dồn nén vừa gấp rút. Chính vì vậy nên là khi mà mình đọc xong thì mình không có thực sự gọi là thỏa mãn và cảm thấy thoải mái Mặc dù mình thấy cái câu chuyện nó rất là triển vọng để mà độc giả có thể thấy được những cái thông điệp rất là hay Mình nghĩ có thể là Herman Hesse còn có cái phần gì đó loay hoay và tham vọng trong cái câu chuyện này mình Muốn kể nhiều hơn nhưng mà mình nghĩ là nó nó hơi bị hơi bị nhiều quá Điểm cuối cùng mình không thích ở cuốn sách này nữa là không phải là do Herman Hesse mà là do bản dịch này Đây là lần đầu tiên mình đọc một cái cuốn sách mà nó có không dưới 20 cái lỗi typo các bạn. Typo là những cái lỗi về đánh máy, về dấu câu, về chính tả. Ban đầu thì mình định highlight khoảng tầm 20 cái thôi. Nhưng mà sau khi mà highlight được hơn 20 cái thì mình thấy nó quá nhiều, nó quá nhiều để tiếp tục highlight nên mình dừng lại. Nó làm cho cái trải nghiệm đọc của mình không có thực sự thoải mái và 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 trơn tru á. Vậy nên đáng lẽ là mình sẽ cho cuốn sách này 3.75 nhưng mà vì một số cái điểm mình không thích như vừa rồi, mình sẽ cho nó 3.5 điểm. Dù sao đây cũng là một cuốn sách mà mình đánh giá là hay, các bạn có thể đọc. Chiêm nghiệm và nghiền ngẫm ra rất là nhiều điều thú vị Về cách thức giáo dục, về vai trò của giáo dục Và về những áp lực mà cha mẹ vô hình đặt lên trên vai con cái của mình Nếu như bạn đã đọc cuốn sách này rồi Thì có thể comment cho mình biết thêm những cái cảm nhận của bạn ha Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo của kênh Vui Lên Bye bye